Không ra được, Thu ơi, cứu chị. Kéo chị ra đi. Kéo tiếng chân này. Chưa, tiếng chân này rồi thôi. Ờ, được chưa? Rồi, đây. 1, 2, 3, rút ra. Ôi mẹ ơi. Đau hết cả mặt rồi. Chẳng này quá con. Học mãi mà không thả được cái nào. Mình giỏi quá. Hôm nay á, chắc chắn là được luôn. Cuối cùng em cũng ra rồi. Cứu chị đi, tôi đang hỏi. Chị sao? Chị ăn cái kẹo. Thế là chị tung nó lên. Chị đuổi theo cái kẹo. Ngập được cái kẹo rồi thì không ra được. Thu rồi, cứu chị. Kéo chị ra đi. Kéo tiếng chân lên. Chưa, tiếng chân lên rồi thôi. Được chưa? Đây. 1, 2, 3, rút ra. Ôi mẹ ơi, đau hết cả mặt rồi. Chị đại cái kẹo này rồi. Chị ăn kẹo xong mới hay xem tivi thấy người ta bảo là tung lên, tung được cái kẹo làm sao nó lại chui vào đây. Ui đau quá. Mệt quá. Một lần rồi chị lại còn chơi dại như thế nữa. Chị biết đâu, cái đầu chị tung chị ăn được mà. Không hiểu cái thứ hai, gió nó tạt một cái nên là chị phi vào đấy. Ôi đau quá. Ôi đau quá, cả mặt luôn ấy. Em ăn kẹo đây này, định mang kẹo sang nhà em ấy. Cái gì đấy? Ô tô. Ô tô. Ô, em có con gà xinh đó. Đau hết cả hàm luôn rồi. Con gà của em à, ớt mới được mua ở em. Ở đây. Nó ngoan lắm nhở. Ô, con gà đáng yêu thế. Em ăn kẹo đi. Đấy. Ôi đau quá, đau quá. Đau quá. Ăn thì ăn bình thường thôi, nhìn em này. Thì ai chả thích ăn bình thường, ai chả ăn bình thường. Thỉnh thoảng cũng thay đổi tí. Ai ngờ không may á, nó hơi quá đà thôi mà. Nhá. Bây giờ chúng cương không ăn tung cho mà ăn. Thôi này treo chị giờ chị thế này thôi này. Như này, nó nhanh. Nó mà mắc một lần nữa, nếu nó không gặp em bây giờ, một phát từ giờ đến tối luôn thì chắc chị ngất luôn ấy. Trời ơi, con gà đồ chơi ăn. Gà. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.